Con cho em hai ngỗng mình nhờ lại không? Trăm nha anh chị ơi, con 15 ngàn anh chị ơi. Em lên ơi. Cái tay di chuyển của mình nó chậm hơn là cái hình nó đẹp không? Để cho nó rung thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không ngồi, thôi cậu cái gì vậy cậu? Còn cảnh đi bộ đi cái đường này. Cái kia là núi Dài Vạn Liên không xuân. Đúng. Núi Dài Vạn Liên rồi là mạnh. Núi Dài Vạn Liên. Trong lịch sử giảng sư của Phật thầy là núi Dài Vạn Liên để chứa người. Thấy cái đường bến chuối mình thấy cái đường đi lên luôn đó hả? Đường bên mình đó hả? À, đó thấy đó. Nè cái chạy cái đường đi vô nè, đường đi vô chỗ chạy chú Năm vậy nè. Vô đây nè, tới đây nè.